Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn là cách cân chỉnh mực từ của máy Toshiba dòng máy lớn dòng 656, 856, 857 đâu. Thì trước giờ mình không có làm clip về cân chỉnh mực từ, tại vì cái này thông số này thì đa số bạn kỹ thuật nào thì cũng nắm. Ở đây mình làm một clip mình cũng hướng dẫn, thì nếu bạn nào chưa biết thì có thể tham khảo. Hoặc là những bạn sử dụng máy photo giống như những tiệm photo cách bi, hay là những bạn có máy photo mà chưa không có gọi thợ mình tự mày mò sửa thì có thể cân chỉnh theo. Thì vào code thì có hai cách, một là mình tắt máy, mình đè giữ phím 05 mình mở máy lên, hai là mình vào bằng user permission. Thì mình sẽ vào bằng user permission nha các bạn. Vào cách này thì nó nhanh hơn. Bấm thanh 1048 thanh. Mình đè giữ nút thanh xong rồi bấm ok. Mình vào cái mục 05 này, 05 được bạn bấm nét. Xong bấm là ship. Thì trong này nó có một số code như sau là code 2000. Mình để mình chạy mực auto, chạy lại mực tự động. 2001 là để chỉnh mực. Bấm 2001 bấm star thì để chỉnh mực. Hiện tại mực máy này là đang nằm 70. Mỗi lần mình tăng ấy thì mình chỉ tăng 5 năm thôi nha các bạn, mình cũng tăng nhiều nha các bạn. Đang nằm 70 này. Thông số mực chuẩn của nó là 128. Thì theo mình cân chỉnh, ví dụ như thấy máy quá đậm hay là sạm nền thì mình có thể giảm xuống. Còn máy mà nhạt hay lợt hay là cứ như chữ nhìn không rõ thì các bạn có thể tăng lên. Mỗi lần tăng lên thì tăng lên 5. Tăng lên 5 rồi, ví dụ như ra ngoài mình chụp bản test bản đồ này kia mà nó ok rồi á thì thôi, còn không thì tiếp tục tăng lên 5 nữa. Đó là mình không nên tăng một lần quá nhiều nha các bạn. Tôi tăng lên 5 rồi thì mình bấm ok. Rồi mình bấm tiếp tục là mình tăng từ kiểm tra từ 2020. Star từ nó mặc định là 113 thì từ này nó đã mặc định 113 rồi, mình không có tăng nữa. Ví dụ như mấy các bạn có lợt quá thì các bạn tăng thêm 5 nữa thôi, ví dụ như vậy. Cứ tăng từ từ giống mực. Sau khi tăng xong thì mình chạy một cái thông số để nó nhận lại mực từ 2120 để nhận lại mực mới tăng các bạn. Mình có thể là bỏ một tờ giấy trên này hoặc là mình nhớ mặt gương lên bỏ dưới mặt gương, mình bấm phát xong rồi mình bấm copy, mình copy ra luôn. Còn không thì mình ra ngoài mình phô, không ra ngoài thì mình in ra đó mình kiểm tra để nó đẹp hay xấu, hay là bán chụp là đã vừa chưa thì đó mình ra ngoài thôi. Mình cân chỉnh xong rồi có nhiều máy nó bắt mình phải reboot lại máy nha các bạn. Sau khi máy khởi động xong này, bây giờ để mình in cái bảng nó ra thì nó đẹp không. Mình in click đi.
thì các bạn có gặp lỗi gì của máy photocopy Toshiba là Rico, các bạn có thể comment dưới video, nếu mà lỗi nào mình biết được thì mình có hướng dẫn được, thì mình sẽ làm clip hướng dẫn cho các bạn. Thì bạn chụp như này là đẹp rồi nha các bạn, tương đối là ok rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn hay thấy hay thì nhớ subscribe và chia sẻ. Cảm ơn các bạn.